Rồi, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh của Thắng Biker. Thì hôm nay theo yêu cầu của anh em thì mình lại làm về cái dòng R15 V3 cho anh em ha. Thì hôm nay cái video này thì mình sẽ điểm danh một số con xe R15 giá rẻ nhất tại cửa hàng, với lại cái dòng lên nhiều đồ chơi nhất ha. Thì có một số con R15 mới về, hầu như dòng R15 khi nào cũng về cửa hàng ha, về liên tục luôn. Nên anh em cần R15 thì đến cửa hàng xem thoải mái luôn, xe rất là nhiều luôn, mấy chục chiếc luôn anh em ạ. Đó. Nên mà anh em cần R15 thì lúc nào ghé cửa hàng thì cũng có anh em nhé. Thì anh em quan tâm cái dòng R15 đã qua sử dụng rồi thì em có thể tới địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gia Bình Dương. Số điện thoại cửa hàng là 092 770 1498 anh em nhé. Thì cửa hàng vẫn có nhận giao lưu, trao đổi các dòng xe, hỗ trợ trả góp, ship xe mọi miền Tổ quốc luôn. Nếu anh em mà cần những dòng xe đi thì cửa hàng cũng có hỗ trợ ship xe cho mình miền Tổ quốc. Nên anh em cứ yên tâm là cửa hàng bán xe ra thì đều có bảo hành về chất lượng xe cho anh em ha. Còn anh em đang xem video nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho mình ha. Hoặc là mọi thắc mắc gì có thể là quan tâm đến cái giá giá xe nào thì comment bên dưới cho mình biết ha. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ đi vào báo giá điểm danh một số con xe R15, giá những cái dòng rẻ nhất này và những cái dòng lên nhiều đồ chơi nhất cho anh em ha. Rồi, ok. Thì đợt này thì về cũng khá là nhiều, như dòng từ đời 2018, 2019 này đến dòng 2022 cũng có luôn em nhé. Đấy, không biết ở đâu ra mà anh em bán nhiều xe R15 thế. Đấy. Rồi mình sẽ đầu tiên mình sẽ đi đến cái dòng mà giá rẻ nhất nha, giá mềm nhất đi. Đấy. Giá mềm nhất thì hiện tại thì có đời 2019 này, đó, con này là mềm nhất này, đời 2018 này, đó, biển số thành phố nhá. Biển số thành phố, giá con này thì cửa hàng đang bán là 46 triệu nhá, đời 2018 biển số thành phố luôn, 46 triệu. Thì cửa hàng vẫn có hỗ trợ rút hồ sơ sang tên cho anh em nếu anh em cần ha. Đấy. Thì cái phí rút hồ sơ thì rút hồ à, sang tên thì anh em phải chịu nhá anh em nhé. Mình sẽ xem chi tiết con này cho anh em này. Con này thì ô đô là 39.000 rồi. 39.000 cây, màu đỏ đen. Con này thì đuôi sau đã cắt này, bô thì bô zin này, lên chống đổ thôi này. À, mình sẽ nổ máy cho anh em nghe tiếng máy nhé. Rồi, cái này yếu bình rồi, à, yếu bình à. À, vẫn lên được. Đấy. Tuy là đi khá nhiều đời 2018 nhưng mà máy móc thì vẫn còn rất là êm nhé, tì thầm luôn. Đấy, tì thầm luôn anh em nhé. Đây, đèn chân này, đây này là đời cục điện của đầy đầu luôn. Đó, lốp trước còn rất là dày này. Đó, đây là cái con mà rẻ nhất tại cửa hàng. À. Đó. Còn bên kia thì còn một số con lên đồ chơi cơ bản này, đó, lên chống đổ, đèn chiếu sáng, thiếu mình sẽ lên cho anh em xem. Đó. Rồi anh em thích màu mè hơn, nổi hơn thì có con này. À, con này thì đời 2020, giá con này thì chỉ có 49 triệu thôi, biển 69 em nhá. Con này thì có cắt đuôi sau này, đó, bô vẫn là bô zin. Đây có lên chống đổ này, nhưng mà chống đổ này thì anh em phải tháo lắp cái chống đổ khác nhé, chống đổ này thì sẽ bị gãy. Đấy. Màu màu mè thì khỏi với bàn rồi, lên tiêm chùm màu rất là đẹp ha. Đây, còn dĩa nữa thì trên đây cũng có một em dĩa hơn, à, dĩa cũng bằng con kia thôi, giá 49 đời 2019 này, à, 49 triệu nhá. Nói chung là dòng R15 đợt này thì về nói chung là khá nhiều, với lại dòng dĩa này bây giờ giá cũng rất là mềm rồi ha. Con này thì chủ xe đã có sơn lại màu vàng đồng này, em thấy không? Lên tiêm chùm cá mập màu đỏ luôn. Đó, lên kính chắn gió nhá. Về màu mè thì có một số con lên cũng khá là đẹp nếu anh em mà thích cái màu. Đây cái con này thì cũng lên một số đồ chơi cơ bản này, giống như kính chắn gió nha. À, đèn chiếu sáng này, à, chống đổ này, à, xi nhan đồ chơi này. Đó. Chiếc này thì cửa hàng đang bán với giá là 50 triệu anh em nhá, đời 2019 đó. Con này thì cũng đã cắt đuôi sau rồi. Ha. Rồi mình sẽ đi ra bên bây giờ mình sẽ đi đến cái dòng mà lên nhiều đồ chơi nhất nhá. Đó. Lên nhiều đồ chơi thì hiện tại thì mình thấy còn một số con luôn. Đồ chơi cơ bản thôi. Con này thì cũng lên đồ chơi cơ bản như là đèn chiếu sáng, chống đổ này. Đó. Chiếc này thì cửa hàng đang bán là 50 triệu 900 đời 2019 biển 68 này. Đó. Rồi, có chiếc này thì mới về cũng có lên một số đồ chơi cơ bản như là chống đổ với đèn chiếu sáng này. Đó. À.
Con này thì mới về luôn. Đấy. Con này giá bao nhiêu chồng? 50 hả? 50 triệu nhá. Con này thì mới về luôn, mới rửa xong 50 triệu anh em nhé. Đấy, 50 triệu thôi. Đó, lên tông đổ đèn chờ sáng đấy. Kẹp điện thoại. Đấy. Đuôi sau thì cắt rồi, lắp thêm giờ chắn bùn sau, biển số 60. Đấy, 50 triệu anh em nhé. Năm mươi triệu ô tô 18.000 18.000 thôi. 18.000 cây, nói chung là máy móc thì thầm lắm. Ok nha. Tiếp theo cũng là MR15, con này thì cũng lên một số đồ chơi cơ bản như là bô Roshimura, dè chắn bùn sau, chống đổ này. Đấy. Và cái gọi là cái hốc gió. Đấy, hốc gió trước này, kính chắn gió này. Con này thì đăng ký 2020, biển 78 anh em nhá. Giá con này cửa hàng bán là 49 triệu thôi. 49 triệu nhá. Lên đồ chơi cơ bản như bô chống đổ. Đó. Rồi ok. Còn trên này thì mình giới thiệu cho anh em một số con ha. Còn anh em thích cái mà mới hơn đăng ký 2022 luôn thì có đây. 2022 mới đi mấy chưa? Con này thì mình thấy là xe zin biển 82 này. Thay xi nhan sau. Đó. 819 cây anh em nhé. Đấy, 819 cây. Đó, 819 cây thôi. Xe như mới luôn. Nếu anh em thích xe lướt mới thì có thể là tham khảo con này. Rồi, thì bên này có một số con lên đồ chơi nữa này. Nói chung là xe rất là nhiều nên mình sẽ điểm danh một số con cho anh em tham khảo thôi ha. Con này thì mình thấy là lốp sau thì mình thấy còn rất là mới nhá. Đấy. Lốp sau còn rất là mới, còn dày lắm. Đấy. Bô thì lên cái bô AKR1 biển 78 này. Lên chống đổ, đèn chở sáng nhá, xi nhan đồ chơi. Đó, lên hốc gió trước này. Kính chắn gió đồ chơi, kẹp điện thoại. Đó. Thì giá con này thì cửa hàng đang bán là 50.900.000 nhá, đăng ký 2020. Đó, biển 78 anh em nhá. Lên tem đồ chơi. Đó. Motor, lên tem motor này. Odo là 24.000. 24.000 cây anh em nhé. Đó, ok nha anh em. Cái bên này thì cũng có một em R15 cũng lên đồ chơi cơ bản thôi. Con này thì bô vẫn là bô zin, lắp dè chắn bùn sau ha. Đó, bắt gập biển số, lên chống đổ này, kính chắn gió. Thì con này cửa hàng đang bán là 50.900.000 nhé, đang rút hồ sơ rồi, đăng ký 2020. Đó. Đây là một em lên đồ chơi cơ bản đó ha. Nói chung là anh em mà đam mê cái dòng R15 á, anh em tới thì lửa nghỉ mệt luôn. Cực kỳ nhiều luôn. Còn anh em đợi như 2019, 2020 thì con này 2020 sau này. Bên, con này 2021 anh em nhé, biển 69 này. Giá là 55 triệu anh em nhé, 55 triệu 900. Con này thì chỉ có lên cái chống đổ thôi, cắt đuôi sau ha. Đấy, 2021 con này, mấy con này 2021 hết đấy sau này. Đó. Nói chung là đầy đủ các đời từ 2018, 2019, 2020, 2021. Con này đi 6.000 cây, 6.269 cây à. Đấy. Xe lướt thì rất là nhiều. Nếu anh em muốn kiếm một chiếc xe lướt đã qua sử dụng mà còn mới thì em có thể là tham khảo một số con này để 2021, 2020. Thì anh em có thể là đỡ tốn một số tiền ha. Rồi. Thì đây, hiện tại thì cũng về được mấy em màu mè cũng khá là đẹp ha. Chiếc này thì biển 66 này, lốp sau em ha, còn rất là dày nhá, lốp sau rất dày, lên cây bô SC, bô SC, con này cũng đăng ký 2021 lắm nhá, lên tiêm chùm màu rất đẹp luôn, 57 triệu anh em nhá, 57 triệu biển 66, đăng ký 2021, hai chìa khóa zin theo xe đầy đủ hết nhá, đấy, ô đô là đi 1.226 cây, 1.226 cây em nhé. Đó. Còn con này cũng lên một số đồ chơi cơ bản, nói chung là anh em mua con này về thì không lên cần lên đồ chơi nữa. Con này thì chỉ thiếu một cái là đèn chở sáng thôi, con này chỉ không lên đèn chở sáng thôi. Còn đâu là bô này, bô Roshimura. Đó. Nhìn quả bô còn rất là mới nhá. Đó. Cổ này thì cổ titan này, nó nhìn thấy chất không? Đấy. Nói chung là cổ xe cũng lên cũng khá là chất. Đây là bình dầu đồ chơi luôn nè. Lên bát gập biển số.
đây là tiêm chùm ha, lên tiêm chùm, lên chống đổ này, sinh nhan này. À, kiếng là cũng kiếng đồ chơi luôn em thấy không? Đó, kiếng nhìn khá là gọn, với là thiết kế cũng khá là thẩm mỹ luôn. Đấy. À, kiếng nhân gió đồ chơi. Rồi giá con này à, giá con này rớt ở đâu rồi? Ờ. À, con này giá bao nhiêu đây? 52 triệu 9 nhá. Đó, 52 triệu 9, xe lên khá là đẹp luôn. Lên hóc gió trước này, nói chung là lốp trước sau còn rất là dày em nhé, xe rất là đẹp luôn. Đấy, đảm bảo anh em là xe đẹp lắm. Đó, để xem là con này ô đô thế nào nhé, nổ máy cho anh em nghe thử nhé. Xe rất là đẹp luôn, tiêm chùm luôn rồi. Đồ chơi cơ bản ha. Nói chung là con này anh em muốn về lên điểm chợ sáng nữa thôi là ok rồi, không cần phải lên gì hết nhé. Kính chân gió rồi chống đổ bô này, chủ xe đã lên hết rồi. Ô đô là 11.000 nha em nhé. Đó, 11.000 cây. Máy móc thì thầm. Thì cửa hàng của bảo hành cho anh em máy móc là 6 tháng nên anh em cứ yên tâm nhé. Anh em muốn rút hồ sơ sang tên thì cửa hàng cũng có hỗ trợ chứ. Sang tên. Sang tên thì em phải mất phí nhé. Khá là đẹp luôn. Nói chung là R15 thì hiện tại thì còn 40-50 chiếc nữa luôn. Đó. Từ ngoài kia vào đến trong này là R15 không. Đó. Rồi thì anh em quan tâm tới cái dòng R15 V3 thì có thể là anh em cứ inbox trực tiếp cửa hàng hoặc cái trực tiếp cửa hàng để xem xe. Vì xe rất là nhiều anh em nhé. Hôm nay chỉ điểm danh một số con lên đồ chơi nhiều này, với lại con mà giá rẻ nhất tại cửa hàng này. Đó. Rồi thì mình sẽ đọc lại địa chỉ cửa hàng cho anh em một lần nữa, cho anh em biết thông tin cửa hàng nhé. Cửa hàng Phương Nam Mô Tô, địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gia Lâm, Bình Dương. Số điện thoại cửa hàng là 092-770-1448 anh em nhé. Cửa hàng vẫn có nhận giao lưu cho đổi dòng xe, hỗ trợ trả góp, ship xe mọi miền tổ quốc luôn. Còn anh em đang xem video của mình mà chưa đăng ký kênh thì cho mình một nút đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho mình ha. Mình sẽ tiếp tục review báo giá cái dòng xe khác cho anh em tham khảo ha. Còn anh em về thắc mắc về giá cả cái dòng xe nào thì có thể là comment bên dưới video này ha. Đó. Anh em mà comment bên dưới mình thấy cái comment thì mình sẽ làm video để báo giá cập nhật cho anh em ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo.